chào quý khán giả xem truyền hình. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phỏng vấn chuyên đề phát sóng tối thứ năm hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ ngày 11 đến 14 tháng 3, lễ hội Hoa Ban 2022 sẽ được tổ chức với nhiều nội dung đáng chú ý. Mặc dù đã điều chỉnh về quy mô tổ chức cũng như là tạm dừng một số hoạt động, tuy nhiên thì tổ việc khôi phục lại lễ hội Hoa Ban 2022 thì vẫn là ghi nhận rất lớn cái sự nỗ lực của tỉnh cũng như là của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Việc tổ chức lại lễ hội Hoa Ban sau 2 năm tạm dừng thì nó có ý nghĩa rất là quan trọng trong việc khôi phục và phát triển du lịch trong bối cảnh dịch bệnh đã kéo dài suốt thời gian vừa qua. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên. Trước hết thì xin cảm ơn ông Nguyễn Minh Phú đã nhận lời mời tham gia chương trình. Trước khi trao đổi về chủ đề hôm nay thì mời ông cùng quý khán giả theo dõi một clip ngắn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội Hoa Ban 2022 đã được tỉnh Điện Biên điều chỉnh quy mô và tạm dừng một số hoạt động. Vậy nhưng lễ hội vẫn có nhiều hoạt động đáng chú ý, trong đó điểm nhấn là lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật có chủ đề Lung Linh Miền Ban. Các công việc chuẩn bị cho đêm khai mạc lễ hội như xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật, ghi hình phóng sự, nội dung màn hình LED, thi công sân khấu được các đơn vị khẩn trương thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ. Cùng với đó, ban tổ chức đã trưng tập lực lượng chuyên nghiệp và không chuyên tổ chức luyện tập, tiến hành sơ duyệt, tổng duyệt trước khi bước vào đêm khai mạc chính thức. Cái công tác chuẩn bị cho cái lễ hội Hoa Ban thì đơn vị được lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giao chủ trì thì đã phối hợp với lại công ty xây dựng kịch bản cũng như là ekip biên đạo dàn dựng, các ca sĩ nổi tiếng ở Trung ương tham gia cũng như là diễn viên quần chúng của địa phương. Cũng trong khuôn khổ lễ hội Hoa Ban năm nay sẽ diễn ra một số hoạt động khác như cuộc thi ảnh check-in Điện Biên, trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch. Công tác chuẩn bị cho các hoạt động này cũng đang được ngành chức năng khẩn trương thực hiện. Trung tâm là đang thực hiện chuẩn bị cho cái không gian trưng bày triển lãm giới thiệu các sản phẩm văn hóa du lịch. Thì hiện nay thì chúng tôi đã chuẩn bị lắp dựng được hơn 50 gian hàng để chuẩn bị cho cái công tác trưng bày cũng như là tổ chức trang trí các cái không gian và tiểu cảnh cho cái hoạt động trưng bày này. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉnh Điện Biên đã sẵn sàng cho lễ hội Hoa Ban thành công và an toàn sau 2 năm lỗi hẹn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vâng, thưa ông Nguyễn Minh Phú, là sau khi điều chỉnh về quy mô thì lễ hội Hoa Ban năm 2022 sẽ có những cái nội dung cụ thể như thế nào? Vâng, sau khi điều chỉnh về quy mô để nó thích ứng, đảm bảo linh hoạt và an toàn trong cái điều kiện hiện nay thì lễ hội Hoa Ban sẽ còn một số cái nội dung như sau. Một là chúng ta sẽ tổ chức một cái chương trình khai mạc vào tối ngày 13 tháng 3, và chương trình khai mạc này sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, và cũng được truyền tải trên cái nền tảng kỹ thuật số và một số cái đài truyền hình của các cái tỉnh bạn. Cái nội dung thứ hai là chúng ta sẽ tổ chức cái cuộc thi check-in ảnh về Điện Biên, Hoa Ban Điện Biên. Và thứ ba nữa là chúng ta vẫn tiếp tục tổ chức cái không gian vùng cao. Tuy nhiên chúng ta chỉ tổ chức các cái gian hàng trưng bày để quảng bá các cái sản phẩm của ô cốp của địa phương, cũng như là các cái nét văn hóa đặc trưng của các cái dân tộc sinh sống trên địa bàn. Thế ngoài ra thì Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch tỉnh Điện Biên cũng phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm cuộc thi ảnh triển lãm về theo dấu chân đại tướng. Vâng, vậy thì là cơ quan thường trực tổ chức lễ hội Hoa Ban thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã có những cái công tác chuẩn bị ra sao để các nội dung trong khuôn khổ lễ hội được diễn ra một cách an toàn và thành công? Sau khi
có ý kiến chỉ đạo của tỉnh về việc điều chỉnh một số các cái nội dung trong cái chương trình lễ hội hoa ban, thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch với tư cách là cái cơ quan thường trực tham mưu cho tỉnh để triển khai các hoạt động này, thì chúng tôi cũng đã tích cực chủ động phối hợp với các ngành, các cấp trong việc triển khai các cái hoạt động trong cái khuôn khổ của lễ hội hoa ban. Cho đến hiện nay thì mọi cái công tác chuẩn bị cho các hoạt động, nhất là vấn đề cho cái chương trình khai mạc, rồi là chuẩn bị cho các cái gian hàng, rồi là tổ chức luyện tập và chuẩn bị các cái phương tiện về vật tư y tế, trang thiết bị để làm sao mà có thể là triển khai thực hiện một cách kịp thời, đúng chương trình, nội dung kế hoạch đề ra và đảm bảo an toàn cho đại biểu, nhân dân cũng như là du khách. Trong bối cảnh hiện nay thì cái việc mà chúng ta khôi phục lại lễ hội hoa ban thì nó có ý nghĩa như thế nào trong việc phục hồi và thúc đẩy du lịch của tỉnh phát triển? Chúng ta đều đã biết là hoa ban là biểu tượng của Tây Bắc nói chung, nhưng mà là biểu tượng của nhân dân các dân tộc Điện Biên nói riêng. Hoa ban còn gắn với cái nét văn hóa độc đáo của nhân dân các dân tộc Điện Biên. Việc khôi phục cái lễ hội hoa ban để lễ hội hoa ban tiếp tục trở thành một cái thương hiệu của Điện Biên chính là chúng ta đang bảo tồn, phát huy và khôi phục những giá trị văn hóa tốt đẹp truyền thống của nhân dân các dân tộc Điện Biên. Và như vậy thì nó chính là nền tảng, là động cơ, là nội lực để chúng ta phát triển cái du lịch những năm vừa qua và những năm tới. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Minh Phú. Trước khi tiếp tục trao đổi về chủ đề ngày hôm nay thì mời ông cùng quý khán giả tiếp tục theo dõi một clip ngắn. Hai năm qua, dịch COVID-19 đã tác động và gây thiệt hại lớn tới các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Nhiều khu điểm du lịch, điểm dừng chân phải cho nhân viên nghỉ việc, tạm thời đóng cửa. Vượt qua những khó khăn, thiệt hại đó, từ khi có nghị quyết 128, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã nỗ lực mở cửa trở lại để đón khách du lịch. Xác định để có những cái điểm du lịch nó tồn tại lâu dài để phục vụ du khách thì gia đình tôi cũng đã rất cố gắng để mà duy trì, để mà tiếp tục tôn tạo với cái khả năng của mình. Gia đình cũng đã có những cái cố gắng trong cái việc mở cửa, đặc biệt là đảm bảo cái công tác phòng chống dịch, cũng như là cố gắng đầu tư tôn tạo thêm để thu hút khách du lịch. Đặc biệt, hệ thống nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh cũng tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên sẵn sàng phục vụ du khách trong dịp diễn ra lễ hội hoa ban năm 2022. Đầu tiên là chúng tôi đã phải rà soát lại toàn bộ cái hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ dụng cụ của khách sạn sau 2 năm gần như là tê liệt. Chúng tôi đã tiến hành việc này ngay từ sau khi Tết để chuẩn bị tốt cho cái chương trình lễ hội hoa ban này. Bây giờ thêm nữa đó là vấn đề về làm sao đảm bảo được cái vấn đề an toàn của chống dịch. Thường xuyên test cho anh em ở tại khách sạn để làm sao đảm bảo nhất cho cái vấn đề sức khỏe của anh em nhân viên cũng như là khách hàng trong quá trình phục vụ. Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lĩnh vực du lịch đã bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc. Hy vọng rằng lễ hội hoa ban năm 2022 sẽ tiếp thêm động lực để du lịch Điện Biên nhanh chóng phục hồi, phát triển trong bối cảnh mới. Vâng, thưa ông Nguyễn Minh Phú, là trong 2 năm vừa qua thì dịch COVID-19 nó đã tác động và gây thiệt hại rất là nặng nề đến lĩnh vực du lịch. Có thể nói là lĩnh vực du lịch thì chưa bao giờ gặp những cái khó khăn đến như vậy. Tuy nhiên thì du lịch tỉnh Điện Biên thì đã không đứng yên trong thời gian đó mà đã có rất nhiều hoạt động để quảng bá, xúc tiến cũng như là tổ chức các sự kiện để thu hút đầu tư cũng như là giới thiệu đến du khách thập phương. Vì vậy xin ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về một số cái hoạt động nổi bật của ngành du lịch tỉnh trong thời gian vừa qua không? Một là chúng tôi vẫn tiếp tục làm tốt cái công tác
quảng bá, giới thiệu về đất Điện Biên, mảnh đất và con người. Thứ hai nữa là trong thời gian qua thì tỉnh đã tích cực kết nối các cái hệ thống giao thông để làm sao mà phục vụ với người dân, với du khách đến đi với nhanh nhất. Đó là cái tăng cái tần suất bay đường hàng không giữa Điện Biên và Hà Nội, đặc biệt là kết nối cái tuyến bay thành phố Hồ Chí Minh với Điện Biên. Từ đó thì tạo điều kiện cho nhân dân đến với Điện Biên được một cách dễ hơn, gần hơn và có được cái thời gian có thể trải nghiệm ở Điện Biên lâu hơn. Có thể nói là trong chương trình thu hút đầu tư của tỉnh Điện Biên thì có rất nhiều các cái nội dung mà có thể liên quan đến các cái hoạt động du lịch. Cái đầu tiên, cái thu hút đó là cái đầu tư về hạ tầng, các cái dịch vụ du lịch. Thì trong thời gian tới thì các cái tập đoàn lớn như là Sun Group cũng đã có những cái cam kết đầu tư như là xây dựng cái khu sân golf, rồi khu cáp treo, rồi khu nghỉ dưỡng sinh thái ở một số các cái điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thế rồi là chúng ta trong quá trình xây dựng cái bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ấy, thì bước đầu cái bức tranh panorama đã hoàn thành. Thế rồi là chúng ta đang gấp rút triển khai cái đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Thì hiện nay các cái hạng mục công trình đã đạt được khoảng độ trên 90%. Chắc chắn là nó sẽ là một cái điểm đến của nhân dân và du khách trên mọi miền đất nước. Vâng, thưa ông, là lễ hội Hoa Ban năm 2022 mặc dù thì đã giảm về quy mô cũng như là dừng tổ chức một số hoạt động, tuy nhiên thì đây vẫn là một cơ hội rất tốt để tỉnh Điện Biên thực hiện công tác quảng bá du lịch đến với bạn bè bốn phương. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái hoạt động xúc tiến gì ngay trong cái khuôn khổ của lễ hội này? Đây là một cái cơ hội rất lớn cho tỉnh Điện Biên quảng bá cái hình ảnh của mình. Thế xung quanh cái câu chuyện mà chúng ta tổ chức lễ hội Hoa Ban chính là chúng ta quảng bá cái mảnh đất và con người Điện Biên đến với nhân dân và du khách trong và ngoài nước. Vì thế nên là lồng ghép vào trong các cái hoạt động của lễ hội Hoa Ban là chúng tôi đặt ra mục tiêu là phải tích cực hơn nữa trong cái truyền bá hình ảnh văn hóa nét đẹp của mảnh đất Điện Biên và của con người Điện Biên. Thứ hai là tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư tiềm năng đến với Điện Biên để trải nghiệm, để khảo sát, để xem xét các cái cơ hội đầu tư. Và theo đánh giá chung của một số nhà đầu tư lớn thì quả thật Điện Biên còn rất nhiều tiềm năng, và có nhiều tiềm năng thì tới này sẽ được phát huy và phát triển. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức một số cái hoạt động xúc tiến, rồi là quan hệ hợp tác trong phát triển du lịch. Thì trong thời gian tới thì Sở Văn hóa Thể thao sẽ có cái cuộc làm việc với Sở Du lịch Hà Nội và một số cái hiệp hội công ty du lịch khác để mà chúng ta xúc tiến kết nối các cái hoạt động trong cái khuôn khổ du lịch. Vâng, thưa ông Nguyễn Minh Phú, là trong 2 năm vừa qua thì dịch Covid-19 thì rõ ràng chúng ta đều thấy là nó đã tác động ảnh hưởng rất là lớn tới lĩnh vực du lịch. Nhưng đây cũng là một cái cơ hội để ngành du lịch nhìn nhận những cái vấn đề còn tồn tại, còn vướng mắc để chúng ta đề ra cái giải pháp để thúc đẩy du lịch phát triển bền vững trong thời gian tới. Vậy thì ông có chia sẻ gì về vấn đề này? Đúng như vậy. Có thể nói là do cái dịch bệnh Covid nên là các cái hoạt động của du lịch có cái thời gian thì ngừng trệ. Nhưng mà nó ngừng trệ để rồi nó bung lên một cái bước mới, phát triển đến một cái tầm mới. Chính vì thế là trong thời gian tới chúng tôi cũng xác định là thứ nhất đấy, là phải tiếp tục làm tốt cái các cái biện pháp phát triển các cái sản phẩm du lịch, rồi là các cái dịch vụ du lịch để đáp ứng được cái yêu cầu của du khách. Thứ hai nữa là phải nâng cao cái chất lượng của các cái hoạt động du lịch mà gắn du lịch của Điện Biên với du lịch văn hóa,
và đặc biệt là du lịch về lịch sử. Cái thứ ba là đẩy mạnh các cái hoạt động xúc tiến quảng bá. Rồi cái thứ tư nữa là tăng cường nâng cao cái nhận thức của nhân dân, các cái đối tượng làm du lịch, du lịch của Điện Biên có cái những cái bước thay đổi mới và khởi sắc và phát triển. Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của ông Nguyễn Minh Phú. Thưa quý vị và các bạn, được tổ chức từ năm 2014 đến nay, lễ hội Hoa Ban đã trở thành một cái sản phẩm, một cái thương hiệu du lịch nổi tiếng của tỉnh Điện Biên, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Trong thời gian tới thì tin tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì lễ hội Hoa Ban 2022 sẽ diễn ra an toàn, thành công và đóng góp vào cái việc phục hồi phát triển du lịch để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đã đề ra. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.